Tôi tên là Huỳnh Thị Mỹ Dung, hiện tại là ở tại làng Ngờ ở Bầu Đá, thôn Cù Lâm, xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn. Tôi nấu là từ học làm dâu giờ là tới bây giờ là 43 năm. Hồi đấy là tôi nấu cái gạo thì nó nát, mà cái rượu thì coi như là chưa tiêu thụ được, chưa nấu tiếng. Cứ một bao gạo là âm là 120 ngàn, đến 100 là cái chuyện bình thường. Nhưng nhà người ta bỏ, người ta nấu trắng cái heo cho người ta không có nấu rượu. Từ cái ngày mà nấu tiếng tới bây giờ là cái làng rượu đá là coi như là nấu ngày nào là coi như là bán trong ngày đó. Các mấy bạn ấy đâu con vâng? Công đoạn làm rượu là tổng cộng là hai công đoạn. Đầu tiên là công đoạn thứ nhất là nấu cơm, sẽ chín rồi rửa ra, banh cho nó nguội. Rồi là bóp rời ra, rồi là giả nem, rướng ra cho thiệt đều, ủ vô trong xô. 3 ngày đổ nước, 3 ngày khô rồi 3 ngày đổ nước nữa là 6 ngày đó nấu. Ngày đổ vô nấu là công đoạn 2. Trước khi nấu là bưng rượu đổ vô đây, bịt tay cho kỹ là chậm lửa thôi, khi đã nắm cái đấy lên đầu đúng không, cái chậu lên cái tầng này dập cái này hở thấm lành lạnh đó. Từ mùa hôi xuống là lạnh nhỏ thành thịt. Khó nhất là chỉ nấu cơm, nấu cơm mà cơm trong ngon, chứ còn không ngon là ra rượu không ngon. Một cái kỷ niệm vui nhất là bên Mỹ giờ làm phim từ 11 giờ mà 2 giờ chiều mới xong phim ra khỏi nhà. Trong lúc đó là tiếng là ông bầu với tướng Mỹ là coi như là 2 ly rượu uống nước vậy. Ông Mỹ đi ra khỏi nhà là cô chừng đó là cô tha cảm thấy cô say rồi. Điều mà mong muốn nhất cái ngờ của mình là làm sao mà cái rượu mà đi các nước cùng người ta ngược ưa chuộng rồi là coi như là ngàn làm ngờ là không bao giờ mà thay đổi cái làm ngờ rượu.